Xin chào mọi người. Hiện tại bây giờ đang là buổi trưa chủ nhật mọi người nhá. Thời tiết là khá là nắng nhưng mà hiện tại nhiệt độ bên ngoài vẫn lạnh lắm. Mọi người nhìn mặc áo này. Cái áo này của mình áo 3 lớp ấy. Quá trời dày luôn. Nhưng mà ra ngoài buốt tay lắm. Đó, ngoài mọi người nhìn nắng thôi nhưng mà thời tiết vẫn rất là lạnh. Hiện tại bây giờ tháng 11 rồi, giữa tháng 11 rồi. Xong rồi nó kèm theo gió nữa, lạnh lắm. Thì hôm nay anh em mình đi siêu thị. Mình sẽ qua cái shop 100 yên của Nhật Bản ấy. Mình sẽ quay cho mọi người xem cái shop 100 yên của Nhật nó như nào. Và tiện thể anh em mình mua một ít đồ tất tổng, găng tay, các thể loại chuẩn bị cho mùa đông anh em mình làm tủ lạnh. Nên là hôm nay sẽ quay cho mọi người xem shop 100 yên như nào nhá. 100 yên đồng giá 100 yên cũng có cái đồ nó cao hơn 100 yên. Nó giống như kiểu những cái cửa hàng 10.000 của Việt Nam ấy. Nhưng mà Việt Nam thì hiện tại rất là ít những cái cửa hàng như vậy. Bên Nhật thì khu nào hầu như chỗ nào cũng có một cái. Bây giờ thì đi thôi. Wow, ấm áp, mọi người thấy ấm áp quá trời, ấm áp luôn. Bịt khẩu trang kiểu buốt hết cả mặt luôn này. Giá thì giá. Đấy, hiện tại bây giờ đường phố Nhật Bản ấy, chủ nhật nhưng mà cũng như ngày thường thôi. Chả có ma, chả có mống nào đi vào đường thôi. Yên tĩnh một cách kinh khủng luôn. Phố không, cái gạt tộc. Tộc ở đây nó không phải là ít dân lắm nhưng mà đường xá nó cũng cực kỳ là thoáng. Chả có thấy ai đi lại, chả có tiếng còi xe gì hết. Ngày chủ nhật muốn ngủ đến bao giờ ngủ, không bao giờ ai làm phiền. Lạnh quá trời lạnh. Thảo là mùa lạnh đầu tiên. Lạnh lạnh luôn. Quê Hảo nó không có mùa đông. Năm nay sẽ trải nghiệm mùa đông đầu tiên ở theo quê đô này. Trong đời luôn. Dã man luôn đấy. Trải nghiệm mùa đông đầu tiên luôn. Đây là phần chân cầu mọi người nhá. Đấy, chân cầu người ta khắc, người ta vẽ các kiểu đẹp thôi rồi luôn. Đi xuống lòng đường luôn. Đó, hình người các kiểu. Đây quả tóc đẹp nhất Nhật Bản mình nhìn thấy. Quả tóc đẹp nhất Nhật Bản. Đó, mặc kimono các kiểu. Nghệ sĩ tài hoa. Nghệ sĩ tài hoa, cái quạt đầu rất là phong phú. Còn đây là múa lân, múa phượng này. Cảm giác như một bức tường thành ấy mọi người. Nhưng mà bên trên là chân cầu. Nhà lầu mấy tầng nhỉ? Đây, nhà lầu ơi. 18. 18. Đây, khu hoàng đế này Hảo ơi. Đâu. Đấy, khu hoàng đế này. Đồ. Bạn muốn hai con mắt kia nó mới no này. Hai mắt to như cái nắm đấm. Đó, họ khắc, họ làm rất đẹp luôn. Hào này, sò sò đẹp kìa. Đấy, đoạn này không có nữa này. Đây mọi người ơi. Nước ở đường đóng đá hết rồi này. Thời tiết rất là lạnh. Giờ chỉ cần đợi mưa xuống là thành tuyết rơi. Đó, đây này. Đấy, đá. Nước ở ngoài đường chỗ nào đóng đá cho đấy luôn. Đây là trước cửa shop 100 yên mọi người. Đấy, vào đấy xem nhé. Tiện mua ít đồ chuẩn bị cho mùa đông ấy. Trong này đồ nó rẻ hơn những chỗ khác đắt lắm. Này, ngay ngoài tiên là bán vali cũ với quần áo cũ này mọi người. Nhưng toàn đồ của ông bà già thôi. Đây, ở đây nó bán tất cả các loại đồ chuẩn bị cho Noel mọi người. Chậu cây cảnh các loại, phân bón nhiều loại lắm mọi người ạ. Ở đây đầy đủ tất cả các thứ linh ta anh tinh mọi người, từ nhũ nhủng cho các chị em phụ nữ rồi thuốc tẩy trang rồi ví của các loại, nhưng mà chắc toàn đồ đều thôi. Ví này muốn toàn đồ đều 100 yên mà tính cả thuế vào đó là 108 yên, 21.000 22.000 nữa. Cái ví này được xu được này Hảo ơi. Đó. Đáng yêu không? Mấy cái ví được tiền xu hình con mèo này. Hình con lợn này. À đâu? Cái con này nó gì con chó rồi. Nó siêu rẻ thôi mọi người. Đấy, là những cái túi vải. Ai mua siêu thị mua những cái túi này được. Nói chung là đủ các loại linh tinh luôn. Đấy, bên này là phụ kiện điện này.
đồng hồ, dây điện. Mấy cái gọi như kệ điện thoại ấy, kiểu ấy, đầy đủ hết. Đây điện, bóng đèn này. Thì hôm nay anh em mình sẽ vào đây xem mua tất mọi người. Mua tất chuẩn bị cho mùa đông năm nay. Mùa đông năm nay rét. Năm ngoái mình mua nhưng mà chỉ dùng một mùa thôi, hỏng hết rồi. Đây là khu vực tất dày luôn, cực kỳ là dày. 850 yên, 170.000. Mua những cái đôi tất này đi thì nó ấm. Được đấy. Sợ bé. Tất này sợ nó bé. Có 300 yên à. Đủ bé tí. Bé tí không được. Bé xíu. Đây cái loại này. Một sen rưỡi. Có. Kiểu không phải bông mà nó lót nó lúc ra vải bên trong. Mấy loại này có bông này. Bông thì sợ ra mồ hôi chân ấy chứ. Một sen rưỡi đấy, không rẻ đâu. Mấy cái loại này thì hơi mỏng quá, con thua. Cái loại này được không? Ủa loại này cũng một sen đấy. Không mà có khi được này. Tại có bông, ta chỉ cần không có bông sao thì... Xem là mày thử xem tao bên trong có bông. Chỉ cần không có bông bên trong là tất đẹp hết. Có. Ngon. Ngon. Ngon ngon đấy đi. Nước lại này đi, nó đây này. Cắm lên màu đen này đi cho sạch sẽ. Màu đen màu tím là đẹp. Hợp lý. Ủa cái này, ủa cái này nó sen 2 này. Cỡ to hơn. Cỡ dài hơn mà đủ to hơn. Đủ tới sen 2 này. 240.000 đúng không? 240.000 một đôi tất mọi người. Quá trời đắt luôn đấy. Nhưng mà cũng phải mua thôi, không mà đông lạnh lắm. Tất họ đan kia nó đẹp hơn nhưng mà toàn 2 xin mấy thôi, toàn 500.000 một đôi thôi. Khéo mình cũng phải mua một đôi này thôi. Đây là khu vực hộp đồ ăn, đựng đồ ăn mọi người, đồ ăn đựng tủ lạnh. Nó cực kỳ là tiện lợi luôn và rẻ lắm. Đấy, 100 yên hết, 100 yên hết mọi người. 20.000 một cái, cái loại to bé. Bên này là muỗng ăn cơm, muôi xìa các loại này. Cái này dạng như chén đựng nước chấm này. Que xiên nướng này. Đầy đủ hết. Hầu như ở khu nào cũng có một cái nhỉ. Ồ, đây là giá pha cà phê. Cái cốc pha cà phê. Chai lọ. Mấy cái lọ gia vị. Một vòng mình mua được đúng một đôi tất thôi. Khá là đắt nhưng mà vẫn phải mua. Mình về nhà rồi mọi người. Ngoài trời lạnh lắm, gió to đó chứ. Đấy, hôm nay 300 yên mua được đôi tất này. Đôi tất này một giá là 1 sen 2 đấy mọi người. 1 sen 1.200 yên. Nó rơi vào khoảng tầm 240.000 tiền Việt. Bên trong nó khá là ấm rồi. Đấy, anh em mình làm tủ lạnh cần những cái tô tất như thế này thì nó giữ được nhìn ấm đôi chân, chứ đầu ngón chân nó buốt lắm. Với lại quả mũ len này nữa, mũ len năm ngoái nó cũng cũ rồi, hôm nay mua cái mũ mới. Cái này nó cái đầu lâu đẹp phết mọi người. Đấy, đội mũ len này thì nó được cái là mình đội thì mình sẽ không cần phải cái bịt tai đó. Đấy, mình bịt cả tai mình luôn rồi. Thế vào tủ nó rất là tiện, không cứ lúc vào tủ lại bịt tai, lúc ra tháo ra tay chân nó bẩn, nó rất là bẩn luôn mọi người. Đấy, mình cứ bịt cái này thôi. Nó không đến mức dày quá. Đó. Cái mũ này thì 300 yên, 60.000. Khá đẹp. Hai cái này là tổng cộng là gần 400.000 đấy mọi người. Đây là 300, cái này 120 là 1 xe 500 yên, hơn 300.000, hơn 300.000 tiền Việt. Đó, chuẩn bị cho mùa đông, bây giờ cũng lạnh rồi. Giờ ngày bên ban ngày nó chỉ có 3-4 độ thôi, đêm âm mọi người. Hôm nào nó... Hiện tại thời tiết đêm rất là lạnh, nên là có nhiều bình thường ấy, có mưa cái là thành tuyết luôn. Cực kỳ là ghét tuyết mọi người. Tuyết rơi dày là sáng anh em mình dậy dọn cái đường đi ngõ sân ở chỗ anh em mình. Nên là rất là khó chịu. Đó. Trăm yên thì hôm nay vào hỏi họ được quay không thì họ bảo là không được quay.
Thế nên là mình chỉ quay qua mấy cái chỗ dễ quay, nhỏ không có người thì mình quay trộm thôi, chứ mình hỏi họ nhưng mà họ không cho quay được này. Đó, hôm nay 100 yên của Nhật Bản ấy, rất là tiện lợi, đầy đủ các thể loại, nhưng mà toàn đồ đẻo mà mọi người, không có đồ xịn đâu. Những cái này nó cũng bình thường, giá nó cũng không phải là 100 yên nữa, mà giá đắt hơn một chút, nhưng mà vẫn phải mua mọi người. Tuy vậy nhưng mà nó vẫn rẻ hơn tất cả các chỗ khác ở các siêu thị ở Nhật này. Ok, video hôm nay quay cho mọi người xem suốt 100 yên với lại một chút quang cảnh đường phố đấy. Hiện tại bây giờ ngoài mọi người xem đấy, đá đóng băng các kiểu đấy. Với lại mua một ít đồ chuẩn bị cho mùa đông năm nay. Thì thôi, mọi người thấy video hay hãy like và đăng ký kênh của mình nhá. Tạm biệt mọi người.